Xin chào tất cả mọi người nha. Rất vui khi được gặp lại mọi người chiều hôm nay. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người một kiểu làm rất là hay. Đó là mình sẽ làm một cái phần mặt cắt của quả cam nha. Quả cam mình sẽ có cái phần vỏ bên ngoài và các cái phần muối ở bên trong. Nó có cái phần mặt cắt ấy. Mọi người quả cam xong mọi người bổ đôi nó ra. Nó có cái phần mặt cắt quả cam. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người, cho mọi người có thể làm được cái mặt cắt quả cam đấy nha. Hãy theo dõi video hướng dẫn của mình sau đây. Giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm một hình quả cam nha. Mình sẽ cắt một tấm bìa hình vuông như này. Bìa cứng nha các bạn. Bìa cứng thì nó sẽ cứng và đẹp. Có một tấm bìa hình vuông như này. Bây giờ mình sẽ cắt lại thành một hình tròn. Mình sẽ cắt nó thành một hình tròn. Đây nha các bạn, mình đứng bìa hình tròn đây. Giờ mình sẽ cắt những cái phần muối cam để mình dán nó vào đây nha. Phần muối cam thì mình sẽ dùng màu vàng như này. Rồi mình sẽ cắt một hình tròn màu vàng như này. Cắt một hình tròn thì mình sẽ cắt được một hình vuông trước. Đây sẽ là một hình vuông màu vàng. Rồi cắt oành vành tròn này đi. Chúng ta sẽ cắt hình tròn màu vàng này nha. Mình sẽ cắt đường viên tròn này. Đây nha các bạn. Nên mình sẽ cắt thêm một hình một viên tròn màu tím đi. Là một viên tròn bằng màu vàng đấy nha. Đấy, là một tím. Cắt một viền tròn như vậy, cắt theo cái đường theo cái tròn bìa cứng này. Ngô con răng qua quả ăn trong chi cho ngô. Nhảy vừa chú uống gói men thì hóa này ăn trứng nhiều quá.
Vừa đi mô dán một tím vào đây nha các bạn. Còn một phần màu vàng này mình sẽ cắt cho nó nhỏ hơn một chút, mình sẽ cắt cho nó nhỏ hơn vào phần này. Cắt đỡ đi một cái phần viền này mà. Đây. Ướm thử vào đây đó là xương này. Mình sẽ cắt thành từng múi nha. Ướp như này. Gấp nếp như này nha. Mình sẽ cắt. Đôi nó ra như này. Đấy, sau đó chia đôi ra. Nha, giờ mình sẽ dán cái phần mứt cam này vào đây. Đính cho vào nha. Sẽ đính từng miếng vào như này. Đấy. Chị làm sao cho nó đều nha các bạn. Bên này hết chỗ để dán này. Chị lùi sang này một chút. Nó mở rộng vòng ra một chút nữa thì nó sẽ không bị chật chỗ. Này sẽ cho vào đây. Đấy, giờ đã thành một hình quả cam như này. Có các múi này. Cái đường viền võ này các. Đây nha. Này thì có thể làm thành một chiếc móc chìa khóa được. Đây nha các bạn, đây là cái phần mặt cắt quả cam này, với phần vỏ ở bên ngoài. Đây, chia
Cái phần này là cái phần rãnh chia các cái múi với nhau thấy nhá, phần mặt cắt của quả cam. Đó. Mình làm và mình đã giới thiệu, mình hướng dẫn rất là chi tiết cho mọi người để làm cắt một miếng bìa và sáng phần viền ngoài và những cái phần mặt cắt bên trong như này. Mình hướng dẫn rất là chi tiết nha, mọi người hãy làm theo như mình hướng dẫn. Đấy, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.